Hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em cái lỗi cắm nhầm nhá. Thì mình vừa tháo một cái cầu chì. Đây, nó vỡ nát đây. Đó, thì thường nó sẽ nổi như thế. Tiếp theo là cái cầu chì này. Cầu chì này. Đó. Thì cái cầu chì này thì thường nó sẽ nổ khi mà cắm nhầm điện, thường sẽ nổ hai cái cục này. Cái bảo vệ mạch và cái cầu chì này. Đấy, thì mình phải thay hai cái bảo vệ mạch và cầu chì này. Ngoài ra thì mạch nhật thì nó đã có bảo vệ rồi thì gần như là không bao giờ ảnh hưởng lắm. Trừ trường hợp là sẽ có một cái số máy đời cũ ấy, thì nó sẽ nổ một cái dây đồng bên dưới này khi cắm nhầm điện. Mà nếu mà nổ mà ngâm lâu ấy thì có thể chết toàn mạch. Thế nên là nếu mà dùng hàng nhật này, nếu mà có cái nổ các bạn sẽ rút ra luôn nhá. Đảm bảo sẽ không bị chết sâu đâu. Hàng nhật thì nó là, mạch của nhật thì bao giờ nó cũng chuẩn hơn. Ok.